Chào các cháu nhá. Bây giờ cô ông đi chặt cái tre này, cây tre nó bị đổ bão nhá. Chặt nó xuống để cho nó khỏi các cái cây này, cho nó chặt nhá. Thank you.
Rồi cô giới thiệu với các cháu. À, ông cũng đi chặt các cái tre đổ này. Thì lốc xoáy nó đổ nhá. Các cháu thấy hay đến đi làm thích thằng cái cây đầu nhá. Cháu nhá. Cháu anh phút nhá. Rồi cây. Okay.